Chè xanh quế hoa giúp loại bỏ chất béo dư thừa trong cơ thể, từ đó giúp chị em có được vóc dáng thanh thoát. Chè này còn có lợi cho ruột, dạ dày và cũng có thể giải độc cơ thể. Nguyên liệu chính của trà xanh hóa quế bao gồm hoa quế, cỏ ngọt và trà xanh. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu những công dụng của các nguyên liệu này trong việc làm đẹp và duy trì nhan sắc cho phái nữ nhé. Công dụng của quế hoa, y học Trung Quốc coi hoa quế như một sản vật thường được dùng trong cung ngày xưa. Quế hoa rất được các cung tần mỹ nữ ưa chuộc bởi vị ngọt đậm khi pha trà hay mùi thương nồng không gắt. Rất quyến rũ người ngồi gần, quế hoa có vị hơi cay pha ngọt tính ấm nên khi hãm trà uống có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da. Trắng sáng da, xóa tàn nhan, chữa viêm họng, hen xuyễn, giảm căng thẳng mệt mỏi, tính chất của hoa quê có mùi mạnh nên thường được sử dụng chữa các chứng đau răng. Hôi miệng, nhiệt miệng, dưỡng tóc và tạo mùi thơm cho tóc, hoa quế có khả năng sản sinh tinh dịch mạnh lên bổ trợ rất tốt cho sinh lý phái nam kỳ hành kinh đau bụng của phụ nữ công dụng của cỏ ngọt cỏ ngọt là một vị thảo dược quý chúng vừa có tác dụng nâng cao cao sức khỏe lại có tác dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ với cỏ ngọt bạn có thể cải thiện các vấn đề về da như giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn ngăn ngừa mụn trứng cá giảm tiết bã nhờn hoàn thiện làn da sáng mịn và thu hút hơn mặt khác sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như cỏ sẽ không gây dị ứng như các loại hóa mỹ phẩm trên thị trường không những tốt cho da, cỏ ngọt còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho tóc thay vì phải tốn tiền đi spa bạn chỉ cần sử dụng cỏ ngọt là có thể giải quyết triệt đề các vấn đề về gầu và da đầu. Giúp tóc mượt mà, bóng khỏe hơn, công dụng của trà xanh, các chất chống oxy hóa trong trà xanh tuyệt vời trong việc chống lão hóa sớm. Trà xanh có chứa một chất chống oxy hóa đặc biệt được gọi là epigallocatechin gallate hoặc EGCG. Các nghiên cứu khoa học cho thấy chất chống oxy hóa trong trà xanh này có hiệu quả trong việc làm trẻ hóa các tế bào da. EGCG hoạt động hiệu quả để phản ứng lại quá trình sinh sản của các tế bào da, làm cho làn da xỉn màu sáng khỏe hơn. Trà xanh cũng giàu vitamin B và vitamin E, hai hợp chất rất cần thiết cho sức khỏe của da, vitamin B giúp duy trì sản xuất collagen. Làm tăng độ đàn hồi của da, cách nấu trà xanh quế hoa dưỡng nhan, nguyên liệu, quế hoa khô 1 gam, cỏ ngọt 3 gam, trà xanh 5 gam, mật ong tùy lượng, cách thực hiện, đặt quế hoa và trà xanh vào cốc. Pha với nước sôi, đợi khoảng 3 phút để cho quế hoa dậy mùi thơm rồi khuấy thêm mật ong để uống. Chia với những bước đơn giản kể trên là bạn đã có thể pha một tách trà xanh quế hoa thơm ngát lại giúp dưỡng nhan sắc cực kỳ hiệu quả rồi. Chúc các bạn thành công!